Thưa quý vị, bên cạnh những địa phương miễn học phí hoàn toàn cho học sinh từ năm học 2022-2023 như là Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đã có thêm Quảng Ninh, Cần Thơ đang nghiên cứu và cân đối ngân sách để xem xét việc này. Cụ thể là 100% học sinh các cấp ở thành phố Hải Phòng và Đà Nẵng sẽ được miễn học phí từ năm học tới. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ miễn toàn bộ học phí cho trẻ em 5 tuổi, học sinh tiểu học và trung học cơ sở công lập, tư thục giai đoạn 2022-2025. Cùng với đó thì tỉnh Cà Mau cũng quyết định tạm thời chưa thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học tới. Còn với các khoản thu khác đầu năm học nếu có, tỉnh yêu cầu cần thực hiện theo đúng quy định hiện hành, không được thu bất cứ khoản thu nào ngoài quy định. Hiện tại thì thành phố Cần Thơ và tỉnh Quảng Ninh đang nghiên cứu ngân sách để có quyết định miễn giảm học phí cho năm học tới.